với nhau trong thư Philip trong năm vừa qua. Chúng ta đã học được đoạn 1 và 16 câu đầu của đoạn 2. Tôi chỉ tóm tắt lại một vài ý để cho quý vị có thể thấy cái diễn tiến của cái phân đoạn Kinh Thánh này mà thôi. Và chúng ta thấy rằng ở trong chúng ta thấy rằng ở trong 16 câu đầu của chương thứ 2 của thư Philip đó, nếu không được thì ở dưới bấm giùm anh. Trong 16 câu đầu chương thứ 2 của thư Philip đó, thì chúng ta thấy từ câu 1 đến câu 4 đó, sứ đồ Phaolô nói về nền tảng của sự hiệp một ở trong hội thánh. Rồi từ câu 5 đến câu 11 đó, thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói rằng để có sự hiệp một trong hội thánh đó, thì mỗi người tín hữu phải noi theo gương mẫu và tiêu chuẩn của Chúa Giêsu. Đó là từ trong câu 5 đến câu thứ 11. Và sau đó, đó thì trong câu 12 đến câu 16 đó, thì sứ đồ Phaolô mới áp dụng gương mẫu của Chúa Giêsu trong cái quá trình nên thánh của mỗi tín hữu. Tuy nhiên cái sự giảng dạy của sứ đồ Phaolô đó, khi chúng ta đọc 16 câu đầu của chương thứ 2 thì chúng ta dễ có một cái cảm nghĩ rằng nói về cái gương mẫu của Chúa Giêsu thì rất là dễ và ai cũng nói được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu là một con người hoàn hảo, là một Đức Chúa Trời, do đó Chúa mang tất cả những cái đặc tính của sự tốt lành ở trong đó. Do đó cái việc mà Chúa thuận phục Đức Chúa Trời, Chúa chịu chết, Chúa chịu hy sinh, tất cả những cái điều đó không có gì là khó hiểu hết. Nhưng còn đối với chúng tôi, những tín hữu chúng tôi phải sống mỗi ngày thì điều đó diễn ra như thế nào? Và chính vì vậy, để làm rõ hơn sự giảng dạy của mình á, thì sứ đồ Phaolô nêu lên ba cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên á, ông đưa lên là chính cuộc đời của ông, một vị sứ đồ mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học trong câu 17, 18. Tiếp theo đó thì cũng có người nói rằng vì có ông là sứ đồ, thành ra ông nói cái gì cũng được. Thành ra sứ đồ Phaolô hạ xuống một cấp nữa. Ông đưa ra một cái ví dụ thứ nhì trong câu 19, câu 24. Đó là ví dụ về cuộc đời của một đầy tớ Chúa, một mục sư là Timôthê. Cũng có nhiều người nói rằng ông này cũng là một người hầu việc Chúa, thành ra cái việc ông sống đúng không có gì đặc biệt hết. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục đưa một ví dụ nữa trong câu 25 đến câu 30. Đó là ví dụ về một tín hữu tên là Epaphrodit. Đây là ba nhân vật mà chúng ta sẽ học liên tục ở trong 3 tuần. Sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về gương mẫu của đầy tớ Chúa sứ đồ Phaolô với cái chủ đề là niềm vui của vị sứ đồ. Khi chúng ta nói về thư Philip thì cái chủ đề chính của thư Philip là gì? Và tất cả chúng ta đều biết rằng chủ đề chính của thư Philip nó chỉ gói gọn trong một chữ mà thôi, đó là sự vui mừng. Và khi chúng ta đọc về thư Philip á, thì sự vui mừng giống như là một cái tiếng chuông vang lên mỗi khi chúng ta đọc thư Philip. Ở bất kỳ một câu, một chữ nào của thư Philip, chúng ta phải gắn liền với cái chủ đề chính của thư Philip là niềm vui. Niềm vui có được qua sự hiệp một của hội thánh, nó phải bắt đầu từ niềm vui trong đời sống của mỗi tín hữu. Tuy nhiên trong một thực tế chúng ta nhận ra rằng niềm vui dường như là một cái điều gì đó rất là mơ hồ và dường như là một cái điều gì đó rất là khó nắm bắt. Tôi đọc quyển giải nghĩa Phúc Âm Văn của nhà giải nghĩa Kinh Thánh William Barclay thì ông nói một câu rất là hay. Ông nói rằng niềm vui nó giống như một cái thỏi 500, nó hấp dẫn, thu hút người khác. Vì sao vậy? Bởi vì niềm vui là điều mà họ không có. Ông nói rằng niềm vui nó giống như là một cái thỏi 500 hấp dẫn, nó thu hút người khác như vậy. Vì sao nó thu hút người ta? Là bởi vì đó là cái điều mà người ta tìm và người ta không thấy được. Đối với tôi thì tôi thấy rằng trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta có ít nhất hai lý do khiến người ta không kinh nghiệm cái niềm vui ở trong đời sống của mình. Cái lý do thứ nhất đó là chúng ta dựa vào trong thư Philip trong đoạn 3 câu 1 và đoạn 4 câu 4. Đây là hai câu Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đều dùng chung một cụm từ, đó là hãy vui mừng trong Chúa. Ở đây chúng ta nhận ra rằng niềm vui thật nó chỉ có khi mà chúng ta ở trong Chúa mà thôi. Và niềm vui nó là bông trái của Đức Thánh Linh theo như Galati đoạn 5 câu 22. Niềm vui nó không đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Niềm vui nó là bông trái của Thánh Linh và nó thật sự chỉ có ở trong Chúa mà thôi. Khi tôi còn nhỏ đó thì tôi nhóm thiếu niên, thì tôi nhớ là cái người hướng dẫn thiếu niên của tôi, mỗi ngày Chủ nhật khi anh bước vô phòng nhóm đó, anh đứng lên anh chào mừng chúng tôi đó, thì anh luôn luôn có một câu. Anh luôn luôn hỏi chúng tôi rằng là các em có vui không? Và tôi nhóm thiếu niên với anh từ khi tôi 13 tuổi cho đến khi tôi 19 tuổi, tức là 6-7 năm tôi nhóm thiếu niên. Mỗi một chiều Chủ nhật chúng tôi đều nhóm lại với nhau, một năm 52 lần, 6-7 năm như vậy, nó mấy trăm lần như vậy. Và anh luôn luôn mỗi chiều Chủ nhật bước lên và hỏi chúng tôi rằng các em có vui không? Anh luôn luôn nói với chúng tôi rằng mình là con cái Chúa, mình phải có niềm vui.
Nếu mà mình là con cái Chúa mà mình không có niềm vui thì đó là một cái điều gì đó sai trật ở trong cuộc đời mình rồi. Cái niềm vui thật nó không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Nó đến từ khi một người ở trong Chúa và khi một người đó kinh nghiệm cái sự trưởng thành thuộc linh, bông trái của Thánh Linh ở trong đời sống người đó. Nếu chúng ta nói rằng mình tin Chúa nhưng không kinh nghiệm niềm vui thì hoặc là chúng ta chưa thật sự tin Chúa, hoặc là mình đang có một cái sự sai trật gì với Chúa rồi. Nhiều khi chúng ta mất niềm vui trong cuộc sống và chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta đổ lỗi cho người khác làm cho cuộc đời mình mất vui. Nhưng quý vị nên nhớ một điều rằng mình không vui không phải là do hoàn cảnh, mình không vui không phải là do người khác, mình không vui là bởi vì mình đang không ở trong Chúa. Vậy thôi. Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sẽ có niềm vui bất kể hoàn cảnh đó như thế nào. Nếu nói rằng có một người có cái lý do chính đáng để không vui thì đó là Phao-lô. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thường nói đến Phao-lô đang ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn là ông bị tù đầy, phải không? Người ta nói rằng một người bị tù đầy thì làm sao mà vui? Nhưng mà vẫn có những người tù đầy mà vui. Nhưng Phao-lô ở trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đó là khi chúng ta học trong Philip đoạn 1, chúng ta đã nhận ra một điều rằng không những ông ở tù mà thôi, nhưng mà ngay trong khi ông ở tù thì thay vì hội thánh có những người gần gũi cầu thay nâng đỡ ông, thì trong hội thánh có những người lại đi chống nghịch với Phao-lô, tấn công Phao-lô, dùng những cái lời nói sai trật để vu khống Phao-lô và chức vụ của sứ đồ Phao-lô. Bởi vì thấy rằng đó là một điều mà một người rất khó để mà vui. Do đó tôi nói rằng nếu như có một người có cái lý do chính đáng để không vui thì đó chính là Phao-lô. Nhưng khi ông viết thư gửi cho hội thánh Philip thì cái chủ đề chính của ông lại là sự vui mừng. Khi chúng ta không vui, không có nghĩa rằng là hoàn cảnh đã đem lại cái điều đó. Khi chúng ta không vui, không phải là người khác làm cho chúng ta không vui. Khi chúng ta không vui là bởi vì cớ chúng ta đang không ở trong Chúa. Hoặc là chúng ta chưa thật sự tin Chúa. Hoặc là mối liên hệ chúng ta với Chúa có vấn đề. Thành ra có nhiều tín hữu không đi nhóm nữa, nó là tại vì ông mục sư làm tôi buồn. Đừng có nói vậy, tội nghiệp. Tại vì quý vị buồn là tại vì quý vị với Chúa chứ không phải tại mục sư. Mình buồn là tại vì mình với Chúa. Mình buồn là tại vì chính cái mối liên hệ giữa mình với Chúa, hoặc là không có, hoặc là đang trục trặc. Nếu mình đã có một cái mối liên hệ tốt với Chúa, không gì có thể đánh mất niềm vui của mình được. Một trong những phân đoạn kinh thánh mà tôi rất là thích khi nói về sự vui mừng đó là Habacuc đoạn 3 câu 17 đến câu 18. Trong sách tiên tri Habacuc đoạn 3 câu 17 đến câu 18, tiên tri nói rằng: vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa, dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Khi quý vị đọc cái phân đoạn kinh thánh này, quý vị phải hình dung rằng người viết lên những cái câu kinh thánh này là một người Israel. Và ông ta đang ở trong một cái bối cảnh, đó là một cái nền văn hóa, một cái nền kinh tế nông nghiệp. Tất cả cái cuộc sống của những người Israel lúc bấy giờ, tất cả cái nền kinh tế của họ nó là cây trồng, là bầy thú nuôi ở trong nhà. Và cái việc mà họ mất cây trồng, họ mất bầy thú có nghĩa là họ mất tất cả những cái yếu tố dẫn đến cái sự sống ở trong cái cuộc đời của họ. Và khi mà tiên tri Habacuc nói rằng cây vả sẽ không có ra trái nữa, rồi cây nho cũng không ra trái nữa, cây olive cũng sẽ không sanh sản nữa, ruộng sẽ không sanh ra đồ ăn nữa, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng, bầy bò không có trong chuồng nữa, có nghĩa rằng họ không còn một cái yếu tố gì để mà có thể duy trì cái sự sống mỗi ngày của họ. Và Habacuc nói rằng: dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Hoàn cảnh cho dù khó khăn cách bao nhiêu, không thể nào lấy đi niềm vui của một người thật sự ở trong Chúa được. Thế thì quý vị nói rằng mỗi ngày tôi phải đối diện với biết bao nhiêu nan đề, tôi phải đối diện với biết bao nhiêu là cái sự chia ly với những người thân yêu của mình, tôi phải đối diện với biết bao nhiêu là cái đau khổ. Như vậy thì nói rằng là một người ở trong Chúa làm sao có được niềm vui? Tôi rất thích cái lời giải thích của một đầy tớ Chúa, đó là John Philip, khi ông giải nghĩa thư Philip. Ông nói rằng chúng ta có thể đánh mất hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hạnh phúc là cái điều tập trung vào ở trong cái sự thành công, thăng tiến hay ngay cả trong hôn nhân. Vì hạnh phúc là một vị khách rất tạm thời. Ông nói rằng mình đừng lầm lẫn hạnh phúc và niềm vui. Chúng ta có thể đánh mất hạnh phúc bởi vì sao vậy? Bởi vì hạnh phúc là một cái cảm giác mà con người nhận được thông qua những cái gì mà hoàn cảnh bên ngoài, và người ta có cái cảm giác hạnh phúc. Và ông nói rằng chúng ta có thể đánh mất hạnh phúc bởi vì hạnh phúc nó tập trung vào cái hoàn cảnh bên ngoài. Nó là một vị khách hết sức là tạm thời.
Hạnh phúc tùy thuộc vào những điều đang xảy ra. Nhưng ông nói rằng niềm vui thì không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì niềm vui thì lại là bông trái của Đức Thánh Linh. Và mọi việc có thể xảy ra, nhưng niềm vui thì vẫn cứ ở lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà chúng ta cần phải phân biệt. Trong cuộc sống chúng ta, khi chúng ta chia tay một người thân yêu vì cớ họ qua đời, chúng ta đối diện với những mất mát trong cuộc sống, với những cái thử thách, chúng ta có thể mất đi cái cảm giác của hạnh phúc. Nhưng mà niềm vui thật, nó phải là một cái điều gì đó, nó ở trong cuộc đời chúng ta. Có lẽ nó rất là khó hiểu cho đến khi nào quý vị kinh nghiệm cái bông trái Thánh Linh hiện diện ở trong cuộc đời của mình. Tôi chỉ cho quý vị một cái ví dụ thôi. Có bao giờ quý vị đối diện với sự qua đời của một người thân yêu của mình, mình đổ nước mắt ra bởi vì cớ mình không còn gặp người thân yêu của mình nữa. Nhưng mà trong giờ phút đó tấm lòng của mình có sự bình an và có sự thỏa lòng ở trong đó. Có bao giờ quý vị kinh nghiệm điều đó? Tôi nghĩ rằng khi mình đối diện với một người thân yêu của mình mà mình biết chắc người đó thuộc về Chúa, mình nhìn thấy cái cuộc đời của người đó bước đi trọn vẹn với Chúa, và bây giờ tới thời điểm Chúa đem người đó về với Chúa, mình buồn, mình không có hạnh phúc là bởi vì mình không còn gặp cái người thân yêu của mình nữa. Nhưng nó không có sự đau đớn ở trong lòng, mà thay vào đó là sự bình an, thỏa lòng. Bởi vì mình biết đó là nơi, mình biết nơi nào là nơi mà người đó đang ở trong thời giờ đó. Tôi cử hành đám tang cho một số con cái Chúa trong hội thánh của mình. Thành thật mà nói rằng, có những cái đám tang nó gây cho tôi một cái cảm giác hơi bất an ở trong đó. Nhưng có những cái đám tang mà khi tôi đứng dạng đám tang hoặc tôi cử hành lễ đám tang, tôi thấy có một cái sự bình an. Bởi vì tôi nhìn thấy cuộc đời của người đó. Tôi tin rằng với những cái bông trái Thánh Linh mà người đó bày tỏ ra trong cuộc sống mỗi ngày của mình, chứng tỏ người đó thật sự thuộc về Chúa. Tôi biết nơi người đó đi về. Và khi mình cử hành lễ đám tang, cho dù đó là những người mà tôi rất là thân thiết trong hội thánh, tôi buồn bởi vì mình không còn gặp người đó nữa. Nhưng đồng thời, cái sự thỏa lòng, cái sự bình an của Chúa vẫn có ở trong đời sống của mình. Thành ra chúng ta cần phải phân biệt giữa cái hạnh phúc và cái sự niềm vui mà Chúa đặt ở trong lòng chúng ta. Một tôi tới Chúa khác, đó là ông Walter Knight. Ông thì ông nói trong một cái cuốn minh họa, thì ông đưa ra một cái câu nói rất là hay. Ông nói rằng niềm vui là một cái lá cờ tung bay ở trên thành trì của tấm lòng chúng ta để tuyên bố rằng vua đang ở đây ngày hôm nay. Ngày xưa một vị vua họ cai quản rất nhiều thành trì khác nhau, và mỗi khi một vị vua tới một thành trì nào đó thì ở đó người ta dựng cái lá cờ của vị vua nó lên để báo hiệu cho mọi người biết rằng vua đang hiện diện ở tại nơi đây. Và đầy tớ Chúa nói rằng cuộc đời chúng ta niềm vui là cái gì? Niềm vui chính là một cái lá cờ ở trong cái tấm lòng của chúng ta để những người xung quanh họ nhìn vào đó, họ biết rằng vua của chúng ta, Chúa của chúng ta đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu như chúng ta không có Chúa trong cuộc đời của mình thì cái lá cờ của niềm vui đó nó cũng sẽ không còn trên cuộc đời của chúng ta nữa. Thành ra niềm vui nó chính là cái lá cờ tung bay trên cái thành trì của tấm lòng chúng ta để nói với mọi người rằng Chúa đang ở với chúng ta. Cái lý do thứ nhì mà trong chúng ta thường không kinh nghiệm được niềm vui đó là bởi vì nếu chúng ta đọc trong kinh thánh, trong nguyên ngữ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong lá thư Philip thì cái chữ vui, vui mừng nó chủ yếu nó là một động từ, nó không phải là một tính từ, nó không phải là một danh từ, mà nó chủ yếu trong thư Philip nó là một động từ. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng là niềm vui nó là một cái điều gì đó mà một người làm, chứ niềm vui không phải là một điều gì đó mà người ta cảm thấy thế nào. Chúng ta đánh mất niềm vui, chúng ta không kinh nghiệm được niềm vui trong đời sống của mình, bởi vì đối với rất nhiều người chúng ta, niềm vui là cảm xúc. Niềm vui là một cái sự cảm nhận, và chúng ta ngồi đó, chúng ta chờ cái cảm nhận của chúng ta đáp ứng với những cái diễn biến xảy ra xung quanh cuộc đời chúng ta. Nhưng thư Philip lại cho chúng ta một điều ngược lại. Thư Philip nói rằng niềm vui không phải là mình ngồi đó rồi mình chờ coi xung quanh mình nó diễn ra điều gì để rồi mình vui hay buồn. Nhưng niềm vui nó là một cái điều mà con người ta làm, con người ta thực hiện, và để con người ta có thể kinh nghiệm được điều đó. Thay vì chúng ta ngồi ở đó giống như là một cái chúng ta giống như một con người, một cái nhiệt kế mà chúng ta đo cái thời tiết xung quanh mình, phải không? Trời nắng lên nhiệt kế nó lên, trời lạnh xuống nhiệt kế nó tuột xuống. Không, niềm vui ở trong Chúa không phải là một điều như vậy. Trong thư Philip, niềm vui nó mang tính cách tích cực, một cái sự chủ động, một cái hành động. Như vậy thì sứ đồ Phaolô đã làm gì?
ông đã sử dụng cuộc đời mình ra sao để rồi ông có thể nhận được cái sự trưởng thành thuộc linh trong cuộc đời ông. Ông nhận được cái bông trái thuộc linh được hình thành trong đời sống của ông. Và để bởi cớ đó ông kinh nghiệm cái niềm vui ở trong đời sống mình. Ít nhất có ba điều sứ đồ Phaolô làm mà chúng ta học được qua hai câu kinh thánh này. Trước hết, từ cuộc đời của sứ đồ Phaolô chúng ta nhận ra một điều rằng niềm vui đến từ sự chịu khổ vì Chúa. Niềm vui đến từ sự chịu khổ vì Chúa. Người ta không liên hệ giữa cái sự chịu khổ và niềm vui được. Nhưng một cái người sống trong Chúa thì niềm vui nó lại xuất phát từ cái việc người đó chịu khổ mà là vì Chúa. Ở trong câu 17 viết rằng: ví dầu huyết của tôi phải dùng để tưới cho anh em, tôi cũng vui lòng lại đồng vui với anh em hết thảy. Ông nói rằng ví bằng huyết của tôi phải dùng để tưới thì tôi cũng vui lòng. Khi chúng ta đọc câu này, nếu chúng ta không liên hệ về cựu ước thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói với hội thánh Philip ở tại đây. Cái cụm từ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây, huyết tôi dùng để tưới, đây là cái hình ảnh về cái việc mà trong các buổi dân tế lệ đó, thì các thầy tế lệ dùng một cái hành động đó là rảy rượu. Và cái hành động rảy rượu đó chính là cái cụm từ đổ huyết ra dùng để tưới. Đổ ra để tưới. Và cái câu nói này nó được sứ đồ Phaolô dùng một lần khác trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 6. Khi ông nhìn về cuộc đời của mình gần qua đời rồi, thì ông nói với Timôthê rằng: về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ở trong bản tiếng Anh là dùng một cái chữ là string offering, nhưng mà trong bản tiếng Việt của mình dịch bằng một từ đó là lễ quán. Tôi không biết tại sao mấy cụ dịch ra chữ lễ quán, tôi cũng không biết nữa. Thì có nhiều cái cụ lễ trong Kinh Thánh, cụ lễ thiêu, cụ lễ này, cụ lễ kia. Thì có một cái cụ lễ gọi là lễ quán. Và lễ quán đó là gì? Đó là string offering, tức là cái sự rảy rượu ở trong cái việc làm tế lễ. Điều này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta đọc trong Dân Số Ký đoạn 28 câu 1 câu 7, Lê Vi Ký đoạn 23 hoặc là Các Vua Nhì đoạn 16 hoặc một số phân đoạn ở trong Cựu Ước thì chúng ta sẽ nhận ra rằng sau khi ông thầy tế lễ đó, ông đặt cái con vật, cái con sinh tế nó ở trên bàn thờ. Thì sau khi ông đặt lên cái bàn thờ nó rồi, thì trước khi ông nổi lửa lên để ông thiêu cái con sinh tế nó, thì ông sẽ lấy rượu, đôi khi là dùng nước hoặc là đôi khi dùng mật ong để ông rưới lên cái con sinh tế nó. Và sau đó thì cái con sinh tế nó sẽ được thiêu ở trong lửa. Hoặc là người ta sẽ cầm cái rượu đó, hoặc là nước, hoặc mật ong đó, người ta rưới ở phía trước cái bàn thờ đó. Một trong hai cách, nhưng mà thường á, thì các thầy tế lễ sẽ rưới rượu, nước hoặc là mật ong lên con sinh tế trước khi thiêu cái con sinh tế đó. Và quý vị biết rằng khi mà họ rưới rượu lên cái con sinh tế như vậy đó, thì khi mà cái con sinh tế nó bị thiêu lên á, thì cái rượu đó nó sẽ bốc hơi, nó bay lên, nó tạo nên một cái mùi thơm, một cái mùi hương, nó bay lên, nó tượng trưng cho cái việc dâng một cái cụ lễ có mùi thơm. Quý vị có thấy Kinh Thánh có dùng là dâng một cụ lễ có mùi thơm không? Đó chính là cái hành động cụ lễ quán đó. Tức là cái rượu hoặc mật ong hoặc nước nó bay hơi lên, tạo nên một cái luồng khói, đem một cái mùi hương bay lên, nó tượng trưng cho cái việc Đức Chúa Trời vui nhận cụ lễ và cả cái sự vui mừng của cái người dâng cụ lễ đó. Và sứ đồ Phaolô nói rằng huyết tôi phải dùng để tưới trên cụ lễ này. Đó chính là cái hình ảnh này. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng một cái từ trong tiếng Việt của mình dịch là ví dầu. Ví dầu, đây không phải là một cái, trong văn phạm của tiếng Hy Lạp thì đây không phải là một cái từ để nói về một điều mà không biết chừng nào nó xảy ra. Nhưng ở trong cái văn phạm của tiếng Hy Lạp thì đây là nói đến một cái điều chắc chắn. Ở đây không nói đến một điều kiện, ở đây không nói đến một giả thuyết, nhưng ở đây nói đến một sự chắc chắn. Sứ đồ Phaolô không có nói rằng là tôi không biết rằng tôi có thể dùng cuộc đời tôi để rưới lên cụ lễ của anh em, nhưng ông nói rằng chắc chắn nó là như vậy. Tôi đã dâng cuộc đời tôi cho Chúa và cuộc đời của tôi Đức Chúa Trời sẽ dùng để làm gì? Để tưới trên cụ lễ anh em. Tưới bằng cái gì? Ở trong bản tiếng Việt của mình dùng một cái chữ ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới. Nhưng ở trong nguyên nghĩa không hề có chữ huyết này. Trong nghi nghĩa không hề có chữ huyết này. Ở trong nguyên nghĩa chỉ nói rằng ví bằng tôi bị tưới trên của lệ của anh em. Chứ không có nói đến chữ huyết. Trong Kinh Thánh bản nguyên nghĩa không có chữ huyết, chỉ có trong bản tiếng Việt của ta có chữ huyết mà thôi. Và chính vì trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta có chữ huyết,
Thành ra nó dễ làm cho chúng ta nghĩ rằng Phao-lô đang nói đến việc ông phải tuẫn đạo, ông phải chết vì cớ Chúa. Và chính vì vậy, cái sự chết của ông là một cái của lễ dâng lên cho Chúa. Nhưng ở đây, sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không nói về cái sự chết của ông. Ở đây không có chữ quyết ở trong đây. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây rõ ràng ông không nói về sự chết của mình đâu. Bởi vì trước đó ở trong đoạn 1 25 26, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định một điều rằng ông tin rằng Chúa sẽ đem ông ra khỏi tù, ông tin rằng Chúa sẽ cho ông gặp các tín hữu tại Philip. Do đó sứ đồ Phao-lô không hề nói đến sự chết của ông ở đây. Không, hoàn toàn không nói đến sự chết. Nhưng sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng chính sự chịu khổ vì Chúa trong hiện tại là một cái của lễ có mùi thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ô quý vị ơi, khi chúng ta nói đến cuộc đời của một người dâng lên cho Chúa giống như là một cái của lễ, chúng ta nghĩ đến sự chết của người đó. Và chúng ta nhìn về những đầy tớ Chúa, những người chết vì cớ đạo của Chúa, cho đến bây giờ hằng ngày vẫn có những đầy tớ của Chúa phải chết vì đạo của Chúa trên thế giới này, cho tới bây giờ. Nhưng có một đầy tớ Chúa nói một câu mà tôi rất là thích. Ông nói rằng là chết cho Chúa là một điều rất là khó, nhưng ông nói rằng sống cho Chúa nó lại là một điều còn khó hơn nữa. Chết cho Chúa nó là một điều vô cùng khó, nhưng mà dù gì nó cũng là một thời điểm, một khoảnh khắc mà chúng ta phải đối diện. Nhưng sống cho Chúa nó không phải là một thời điểm, nó không phải là một khoảnh khắc, nó là cả cuộc đời của chúng ta, là những năm tháng của chúng ta, những ngày tháng mà chúng ta phải đối diện với một cái quyết định rằng mình sẽ chọn lựa giữa Chúa và cuộc đời này, giữa Chúa và cái bản ngã của chính mình, giữa Chúa và những cái ham muốn của mình. Và đó là một cái sự quyết định, một cái sự chọn lựa mỗi một ngày trên cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy mà đầy tớ Chúa nói rằng chết cho Chúa là một điều vô cùng khó, nhưng sống cho Chúa lại là một điều còn khó hơn nữa. Và điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi cho chúng ta đó là chính cuộc đời chúng ta đang sống, chính sự thờ phượng Chúa, chính sự phục vụ Chúa, sự chịu khổ vì Chúa, đó là cái của lễ mà Đức Chúa Trời vui lòng. Thành ra ở trong Roma đoạn 12 câu 1, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh." Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta dâng của lễ mình làm, dâng cuộc đời mình làm một của lễ, mà là của lễ sống. Các con sinh tế khi đặt trên bàn thờ, trước khi đặt lên bàn thờ, các thầy tế lễ phải giết nó đi. Các thầy tế lễ phải giết con sinh tế. Nó phải chết, nó được đặt lên bàn thờ, nó được thiêu lên. Nhưng Chúa không kêu gọi chúng ta chết vì cớ giống như con sinh tế để lên bàn thờ. Mà Chúa kêu gọi chúng ta là những của tế lễ sống và thánh. Để làm gì? Để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Ô quý vị ơi, đây là điều mà Chúa ao ước nhìn thấy nơi cuộc đời của tôi và quý vị. Chúa muốn chúng ta, cuộc đời chúng ta mỗi ngày là một cái cuộc đời giống như sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà nay nếu tôi còn sống chăng nữa thì vì sao tôi sống? Tôi sống là bởi vì Chúa sống trong tôi. Và đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta rằng cuộc đời chúng ta phải là một cái của lễ để là dâng lên cho Chúa, và đó là một của lễ có mùi thơm. Đức Chúa Trời nhận thấy nơi cuộc đời chúng ta không phải là sự chết của chúng ta đâu, mà là sự thờ phượng Chúa của chúng ta, sự phục vụ Chúa của chúng ta, sự hầu việc Chúa của chúng ta, sự phục vụ anh em của chúng ta, sự chịu khó của chúng ta, sự chịu khổ của chúng ta, sự hy sinh của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn rằng Chúa nhìn thấy những điều đó như là một của lễ mà chúng ta dâng lên cho Chúa mỗi một ngày chúng ta sống. Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh sự chịu khổ hy sinh vì Chúa của mình như là rượu được đổ lên của lễ để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Sự khổ, chịu khổ, hy sinh của ông giống như rượu rưới lên con sinh tế. Và quý vị biết rằng trong Kinh Thánh, rượu là biểu tượng của niềm vui. Rượu là biểu tượng của niềm vui. Và ông nói rằng cuộc đời của tôi giống như là rượu đổ lên con sinh tế vậy đó. Rượu đổ lên để rồi chịu cái ngọn lửa đốt cháy đó. Nhưng rượu lại là biểu tượng của niềm vui ở trong Kinh Thánh. Anh nó nói một cái cách khác, niềm vui của sứ đồ Phao-lô và của chúng ta nó không đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng niềm vui của sứ đồ Phao-lô cũng như của chính chúng ta đó là cái kết quả của một cái đời sống hy sinh tận hiến cho Chúa. Ông nói rằng cuộc đời ông giống như rượu đổ trên con sinh tế. Rượu là niềm vui, sự chịu khổ của ông là niềm vui, sự hy sinh của ông là niềm vui. Và khi chúng ta sống một cái cuộc đời, chúng ta đổ mình ra với Chúa, chúng ta chịu khổ vì Chúa, chúng ta hy sinh vì Chúa, ở đó chúng ta kinh nghiệm niềm vui của Chúa trên cuộc đời của mình. Nói một cách khác,
Khi chúng ta từ chối cuộc đời chịu khổ vì Chúa, khi chúng ta từ chối sự hy sinh vì Chúa, chúng ta không có được niềm vui ở trong đời sống chúng ta. Có một điểm thú vị, đó là khi mà quý vị đọc Dân Số Ký đoạn 15 câu 4 đến câu 12 về của lễ quán, tức là lễ rượu rưới trên con sinh tế, thì quý vị sẽ nhận ra một điều. Cái số lượng rượu dùng làm lễ quán nó tùy thuộc vào cái số lượng của tế lễ. Nghĩa là của tế lễ dâng càng nhiều thì rượu được dâng càng nhiều. Quý vị hiểu điều này không? Có nghĩa là nếu mà họ dâng một con chiên thì họ, Dân Số Ký cho biết rằng họ dùng 1/4 cái đơn vị đo rượu gì đó để họ rưới lên con chiên đó. Nhưng mà nếu mà cái của lễ họ dâng lên không phải là một con chiên mà là hai con chiên thì cái số lượng rượu nó phải gấp đôi như vậy. Cái của sinh tế họ dâng lên không phải là hai con chiên nữa mà bây giờ là 4 con chiên, 5 con chiên, thì cái số lượng rượu nó càng tăng. Khi số lượng con sinh tế càng nhiều thì số lượng rượu dâng càng nhiều. Nói một cách khác, trong ý nghĩa thuộc linh, sự hy sinh càng nhiều thì niềm vui nó càng nhiều. Một người càng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa dần nào, càng chịu khổ vì Chúa dần nào, càng hy sinh cho Chúa dần nào, người đó càng kinh nghiệm cái niềm vui mà Chúa đổ trên cuộc đời của họ nhiều chừng đó. Ở trong Hebrew đoạn 12, Hebrew đoạn 12 là một phân đoạn kinh thánh rất đặc biệt. Chúng ta thường nhớ đến Hebrew đoạn 11, phải không? Tại vì sao vậy? Bởi vì Hebrew đoạn 11 nói về những cái gương của anh hùng đức tin. Nhưng mà Roma đoạn 12 là một phân đoạn kinh thánh rất là đặc biệt. Và ngay từ những câu đầu của Roma đoạn 12 cho chúng ta một cái nhìn về cái cuộc đua thuộc linh của chúng ta, về Chúa Giê-xu của chúng ta. Và ở nơi đó tác giả của thư Hebrew nói rằng chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình mà chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Điều gì đem lại niềm vui cho cuộc đời của Chúa Giê-xu? Đó là Chúa chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Và bởi cớ đó, hiện nay Chúa ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Đây là một cái nguyên tắc thuộc linh. Khi chúng ta càng sống cho Chúa chừng nào, chúng ta muốn càng tìm kiếm cái sự vui lòng của Chúa chúng ta chừng nào, chúng ta càng hy sinh chừng nào, chúng ta càng kinh nghiệm cái niềm vui của Chúa đổ trên cuộc đời của mình chừng đó. Nhà giải nghĩa kinh thánh John Philip, ông nói rằng sự đổ rượu trên của lễ cựu ước dạy chúng ta một lẽ thật, đó là con đường của sự hy sinh là con đường của niềm vui. Ông nói rằng cái hình ảnh đổ rượu trên của lễ cựu ước dạy chúng ta một lẽ thật, cái con đường của sự hy sinh đó là con đường của niềm vui mừng. Rất nhiều người chúng ta đánh mất niềm vui là bởi vì chúng ta tránh cái con đường của sự hy sinh. Chúng ta không thấy một điều rằng khi chúng ta sống vì cớ Đấng đã yêu mình, chết mình, đổ huyết ra vì cớ mình, điều đó là điều mà khiến cho chúng ta kinh nghiệm được niềm vui của Chúa đặt ở trong đời sống của chúng ta. Nói đến đây quý vị cần có một cái lưu ý là cơ đốc nhân chúng ta không chủ trương tìm kiếm sự đau đớn hay sự chịu khổ đâu quý vị. Quý vị đừng nghĩ nói như vậy có nghĩa rằng là cơ đốc nhân là cái người chủ trương tìm kiếm sự đau đớn hay sự chịu khổ. Ở Philippines có những cái nhà thờ mà đến ngày lễ thương khó Good Friday ấy, thì họ làm gì? Quý vị biết họ đổ ra đường, họ dùng những cái cây roi mà phía đầu những cái cây roi có những cái thanh, có những cái mảnh sắt hoặc là đinh, họ quất vô người. Quý vị có bao giờ coi những cái hình ảnh đó chứ? Ở tại các nhà thờ tại Philippines. Rồi quý vị biết họ đóng đinh những người thiệt lên cái cây thập tự luôn. Mỗi năm họ sẽ chọn ra một người, họ đóng đinh người đó trên cây thập tự. Rồi họ hành hạ cái thân xác của họ để họ nói rằng họ muốn chịu khổ giống như Chúa. Nhưng ở đây cái sự chịu khổ mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây không có nghĩa là chúng ta hành hạ thân xác của mình, mà cái sự chịu khổ mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây đó là cái việc mà chúng ta thuận phục bước đi với Chúa. Là một cơ đốc nhân chúng ta cũng chủ trương tìm kiếm sự đau đớn và sự chịu khổ, nhưng chắc chắn một điều, khi chúng ta sống đúng với lời Chúa, khi chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, khi chúng ta phục vụ Chúa theo gương của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ chịu khổ và hy sinh. Và trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, khi sứ đồ Phao-lô sống đúng với lời Chúa, khi ông thờ phượng Chúa một cách thật lòng, ông chịu khổ. Và nếu mà quý vị đọc Côrintô nhì, quý vị sẽ thấy một điều rằng sứ đồ Phao-lô không chịu khổ đối với người ngoài đâu, mà ông chịu khổ với ai? Chịu khổ với anh em của mình. Khi một người sống đúng với lời của Chúa, khi một người thật sự thờ phượng Chúa, người đó chắc chắn sẽ chịu khổ. Người đó sẽ chắc chắn và chịu hy sinh. Và cái sự hy sinh chịu khổ đó, nó không phải là do người ngoài, người không tin Chúa bắt bớ chúng ta đâu.
Đôi khi ở ngay trong hội thánh, ngay trong anh em mình. Sống đúng với lời Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta sẽ đối diện với điều đó. Những sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta vui mừng trong sự chịu khổ. Vì sao? Bởi vì trước hết đó là cái bằng chứng chúng ta thuộc về Chúa. Ở trong Philip đoạn 1 câu 28, sứ đồ Phaolô nói điều đó. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rồi. Khi chúng ta chịu khổ cho Chúa, điều đó chứng tỏ chúng ta thuộc về Chúa. Quý vị nhớ tôi lặp đi lặp lại hồi nãy giờ, chúng ta chịu khổ là vì Chúa, chứ không phải chúng ta chịu khổ vì cớ mình sống sai trật. Chúng ta không phải chịu khổ vì cớ mình tự đi tìm lấy cái sự đau đớn. Chúng ta chịu khổ vì Chúa, và khi chúng ta chịu khổ vì Chúa, đó là bằng chứng chúng ta thuộc về Chúa. Cái điều thứ nhì, chúng ta vui trong sự chịu khổ là bởi vì khi chúng ta chịu khổ, đó là bằng chứng chúng ta đang sống đúng với lời của Chúa. Ở trong Tiêu Thứ Nhì đoạn 3 câu 12 ghi điều này rất rõ. Những người nào sống đúng với lời của Chúa chắc chắn sẽ chịu bắt bớ. Quý vị có nhớ chúng ta học với nhau đoạn 2 câu 14 rồi không? Tôi có một đức tin mạnh mẽ rằng quý vị đã quên hết rồi. Chúng ta học hồi cuối năm trước, Philip đoạn 2 câu 14. Phàm việc gì chớ nên lầm bầm và lượng lự. Lượng lự ở đây có nghĩa là cãi cọ. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và cãi cọ. Chúa đang đặt chúng ta trong một cái quá trình nên thánh. Và để chúng ta trở nên những con người thánh khiết trước mặt Chúa, Chúa sửa dạy chúng ta, Chúa thánh hóa chúng ta qua cái việc chúng ta phục vụ nhau. Chúa sửa dạy chúng ta, Chúa thánh hóa chúng ta qua cái việc Chúa đem chúng ta vào sự chịu khổ, qua sự hy sinh, qua sự bắt bớ. Thật sứ đồ Phaolô nói rằng thay vì lầm bầm và cãi cọ thì anh em hãy thấy vui mừng trong điều đó. Khi anh em bị đổ ra, cái sự sống anh em, cái sự phục vụ Chúa anh em bị đổ ra để làm của tế lễ dâng lên cho Chúa, anh em thay vì cãi cọ và lầm bầm thì chúng ta hãy vui mừng ở trong điều đó. Chúa đặt chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa chung với nhau. Và quý vị sẽ thấy một điều, người nào càng hầu việc Chúa trong hội thánh nhiều chừng nào, người đó càng gặp rắc rối nhiều chừng đó. Quý vị tin tôi đi, người gặp rắc rối lớn nhất trong nhà thờ là mục sư đó. Tại vì nhiều chuyện quá chứ không có gì. Quý vị, mỗi ngày quý vị mở cửa Chủ nhật nhà thờ, quý vị bước vô, xong quý vị đi về, không có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời quý vị. Quý vị lo một công việc trong nhà thờ, từ cái việc làm PowerPoint, sound system, đờn, vệ sinh nhà thờ, nhà bếp, quý vị sẽ thấy bắt đầu có rắc rối. Chức vụ trong hội thánh, trách nhiệm trong hội thánh càng cao chừng nào, rắc rối càng nhiều chừng đó. Nhưng sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng tất cả những cái điều đó đem đến cho chúng ta là để làm gì? Là để cho chúng ta được cái sự thánh hóa trước mặt Chúa. Nếu chúng ta giật giờ mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta mở cửa, chúng ta bước vô, chúng ta bước về, bước ra, chúng ta đi về, chúng ta làm sao biết được con người thật của mình như thế nào? Quý vị không làm việc cho tôi, làm sao quý vị mới nhận ra một điều rằng là nhịn nhục mục sư không phải là một điều đơn giản. Làm sao quý vị học được? Phải không quý vị? Tôi không làm việc với quý vị, lúc nào tôi cũng thấy quý vị mở cửa bước vô bước ra, ai cũng đẹp trai đẹp gái dễ thương hết á. Nhưng mà làm việc chung rồi chúng ta mới học được những bài học. Do đó chúng ta sẽ thấy một điều rằng tất cả những cái điều Chúa đem đến cho chúng ta trong sự phục vụ, nó phải giống như một cái cụ lệ mà chúng ta dâng lên cho Chúa. Không có cái cụ lệ nào mà nó sướng đâu quý vị, cụ lệ nào nó cũng đau đớn hết, bị đốt trong lửa mà làm sao mà sướng được. Nhưng nếu chúng ta không trải qua điều đó, chúng ta không có sự vui mừng. Do đó nếu chúng ta hầu việc Chúa mà chúng ta không thấy niềm vui, chúng ta hầu việc Chúa mà chúng ta không thấy nó là một đặc ân, mà chỉ nhìn thấy những cái trách nhiệm công việc, thì chúng ta sai. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta có là giáo hạt trưởng, chúng ta có là mục sư, chúng ta có là giáo sĩ, chúng ta có là ban chấp hành, chúng ta có là giáo viên thường Chủ nhật, chúng ta có là người đi thăm viếng, chúng ta có là người, chúng ta chỉ thấy nó là một cái trách nhiệm, một cái nặng nề. Tại sao mà cái gì cũng đổ lên tôi hết trơn vậy? Chúng ta không thấy niềm vui trong sự hầu việc Chúa, chúng ta sai. Có một cái điều gì đó không đúng trong cuộc đời chúng ta nè. Mỗi một ngày khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta đối diện với cuộc sống này, chúng ta phải thấy một điều rằng được làm con của Chúa là một đặc ân. Mỗi một ngày khi chúng ta làm cái gì cho Chúa, chúng ta phải thấy rằng được phục vụ Chúa là một đặc ân. Và mỗi khi chúng ta bước vào trong nhà thờ này, chúng ta được ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta được phục vụ người khác, chúng ta phải thấy đó là một đặc ân.
Các quý vị ơi, trong cuộc đời tôi có một lần Chúa sửa dạy tôi. Tôi là một người làm việc, từ khi tôi bước lên thanh niên tôi bắt đầu tôi làm việc. Nhưng mà tôi hư hỏng, tôi không nghe lời Chúa. Điều Chúa dạy tôi đó là Chúa cho tôi liệt hai cái chân. Tôi là cái đứa ưa đi, cho tới bây giờ tôi vẫn ưa đi, phải không quý vị? Tôi cảm ơn Chúa, Chúa đặt tôi trong hội thánh này, bởi vì hội thánh này cho tôi đi. Chứ mấy chỗ khác không cho tôi đi dữ vậy đâu. Tôi là cái người ưa đi. Và quý vị biết rằng tôi bị liệt hai cái chân, tôi nằm một chỗ. Sáng Chủ nhật hôm đó hội thánh nhóm xong, lúc bây giờ đàn chị của tôi lúc bây giờ trong hội thánh là chị Dung Hạnh, chị Thanh Vân, tức là chị của chị Dung Hạnh. Rồi vợ Bích Thu, chị Thu tức là mẹ của Toàn ở đây hồi trước. Mấy anh chị sau giờ nhóm đi vô bệnh viện thăm tôi. Tôi nằm ở bệnh viện Trưng Vương. Hai cái chân tôi liệt nằm trên giường. Và khi tôi thấy các anh chị vô thăm tôi, lần đầu tiên tôi mới bắt đầu thấy sợ. Tôi khóc. Chúa cho mình cái chân mà mình không hầu đi hầu việc Chúa, mình không đi thăm viếng, mình không đi nhóm lại với anh em. Lúc bấy giờ quý vị biết rằng tôi rảnh lúc nào là tôi đi chơi lúc đó, tôi đi đánh bài lúc đó. Tôi lúc đó, cái thời điểm đó tôi đánh bài dữ lắm. Má tôi không biết, má tôi ngồi dưới, tôi giấu má tôi. Tôi còn ngoan. Tôi không có để cái thời giờ của mình để hầu việc Chúa. Và cho tới lúc tôi nằm một chỗ rồi, lúc đó tôi mới thấy sợ vì có những cái điều xảy đến cho cuộc đời mình. Lần thứ nhì, khi tôi đối diện với việc tôi chết, năm tôi khoảng chừng 32 tuổi. Tôi nghĩ là tôi chết rồi. Hôm qua tôi có nói với một người em của tôi trong hội thánh. Tôi nói với người em của tôi, một người cũng đang đối diện với những cái thử thách trong cuộc sống. Tôi nói rằng hãy cảm ơn Chúa vì cuộc đời Chúa ban cho mình. Tôi bắt đầu hầu việc Chúa khi tôi đối diện với sự chết và đúng ra tôi chết rồi. Và khi tôi sống lại, tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, đây là cuộc đời thứ hai Chúa cho con. Cuộc đời thứ nhất của con chết rồi. Bây giờ nếu con còn sống cuộc đời thứ hai, con sẽ hầu việc Chúa. Và đó là cái lý do tôi dâng cuộc đời mình để hầu việc Chúa. Ôi quý vị ơi, quý vị có thấy cái cuộc sống mỗi ngày Chúa ban cho mình là một cái đặc ân. Quý vị có thấy rằng mình còn được thuộc về Chúa, mình ở trong ân điển của Chúa, mình ở trong hội thánh của Chúa, mình thờ phượng Chúa là một đặc ân không? Quý vị có thấy rằng là mình được đứng lên đây mình ca ngợi Chúa, mình có cái niềm vui trong cuộc đời mình, mình được dâng hiến cho Chúa, mình được cắm hoa trong nhà thờ, mình được ca ngợi Chúa, mình được đi thăm viếng anh em mình được chăm sóc anh em mình là một cái đặc ân không? Mà nếu mà mình không thấy điều đó, mình không thấy cái niềm vui của Chúa đổ đến cuộc đời của mình ở trong tất cả những điều đó, mình sai rồi. Tất cả những cái thì giờ công sức tiền bạc của mình đổ ra và mình thấy rằng là ô tôi làm nhiều quá, tôi hy sinh nhiều quá đi mà tôi không nhận được cái gì hết, mình sai trước mặt Chúa rồi. Mình sai. Vừa tuần vừa rồi cô Diệp giảng cho chúng ta, và khi tôi cô Diệp ở nhà tôi đi chơi với cô Diệp hỏi rằng là Tính ơi, mấy cái người đó ở đâu rồi? Cô Diệp hỏi tôi như vậy, mấy người đó ở đâu? Tại cô Diệp vài ba năm tới mình là tôi hỏi cô Diệp mấy người nào. Cô Diệp kể ra cho tôi tên một số người. Mấy người nó bây giờ ở đâu? Nó có một số người họ về với Chúa rồi chị Diệp. Còn mấy người kia đâu? Nó có những người họ chuyển đi chỗ khác họ sống. Nhưng cũng có những người lui đi trong đức tin. Có những người tới đây không phải để thờ phượng Chúa, thành ra khi mà không đáp ứng được nhu cầu họ lui đi trong đức tin. Và chị Diệp hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về những người đó? Tôi chỉ nói với chị Diệp một điều. Tôi tiếc cho họ. Chị Diệp cho họ vì sao tiếc? Tôi nói rằng đâu phải giữa hơn 100 triệu người Việt rải trên khắp thế giới này có bao nhiêu người có cái đặc ân được biết Chúa đâu. Có bao nhiêu người được có một cái đặc ân được ở trong nhà thờ để được nghe lời của Chúa, để được nhận lấy cái tình yêu thương của hội thánh của Chúa trong cuộc đời của mình đâu. Bao nhiêu người đâu. Có bao nhiêu người chúng ta thật sự có cái cơ hội, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tài năng để chúng ta phục vụ Chúa đó. Và khi họ đối diện với tất cả những đặc ân đó thì họ bỏ hết tất cả những cái đặc ân đó. Tôi nói rằng tôi tiếc cho họ. Không phải tôi tiếc cho hội thánh, không phải tôi tiếc cái gì hết. Tôi tiếc cho cuộc đời của họ. Bởi vì cho đến khi nào chúng ta thật sự kinh nghiệm một điều rằng là sự cứu rỗi của Chúa đổ đến cuộc đời của mình, giống như Habacuc nói rằng mất hết tất cả tôi sẵn vận vui mừng về sự cứu rỗi trong Đức Chúa Trời tôi.
Khi nào chúng ta ý thức được điều đó, cái đặc ân đó, thì chúng ta mới thấy một cái niềm vui khi chúng ta sống, chúng ta bước đi với Ngài. Nếu chúng ta hầu việc Chúa mà chúng ta không muốn chịu khổ, chúng ta không sẵn sàng hy sinh, chúng ta chỉ thích người ta khen mình, chỉ thích quyền lợi, thích sự dễ dàng, thì niềm vui nó sẽ trở nên một cái điều mà ngày càng xa lạ với chúng ta. Và đó là cái lý do mà chức vụ của nhiều người trong chúng ta, sự hầu việc Chúa của rất nhiều người trong chúng ta, phần nhiều là cay đắng mà không có niềm vui. Niềm vui đến cho sứ đồ Phaolô từ cái sự hy sinh vì Chúa, nhưng niềm vui đến cho sứ đồ Phaolô cũng từ một cái điều thứ nhì nữa, đó là từ cái sự phục vụ khiêm nhường. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Philip rằng: ví dầu quyết tôi phải dùng để tưới trên của lễ và của dân đức tin của anh em, tôi cũng vui lòng. Khi dân của lễ thì cái con sinh tế, cái con chiên đó với cái rượu tưới lên con sinh tế, cái nào quan trọng hơn? Nói một cách khác, khi mà chúng ta dâng của tế lễ thì của tế lễ và của lễ quán, cái nào quan trọng hơn? Cái nào quan trọng hơn? Con sinh tế là một con chiên để trên bàn thờ, thầy tế lễ cầm một cái ly rượu rưới trên con chiên đó, thiêu con chiên nó lên, dâng cái của lễ nó lên, cái nào quan trọng hơn? Cái nào quan trọng hả? Tưới trụ gì? Cái rượu tưới lên hả? Điều quan trọng trong sự tế lễ không phải là rượu mà là con sinh tế. Cái điều quan trọng trong khi người ta dâng của tế lễ đó là con sinh tế, chứ không phải rượu tưới lên con sinh tế. Rượu con tưới lên con sinh tế chỉ là phần thêm vào trong của tế lễ. Của tế lễ chính thức là cái con sinh tế đó. Rượu chỉ là một cái biểu tượng. Con sinh tế mới là điều quan trọng. Dâng của lễ lên. Sau khi đốt lửa lên rồi, người ta thấy cái gì trên bàn thờ? Người ta thấy con sinh tế, người ta đâu có thấy rượu trên con sinh tế. Người ta không thấy. Mọi người nhìn thấy trên bàn thờ là con sinh tế, chứ người ta không thấy rượu nên con sinh tế. Và chính vì vậy quý vị sẽ thấy rằng đối với Phaolô, ông nói cho chúng ta biết rằng điều gì tượng trưng cho cụ tế lệ và điều gì tượng trưng cho lễ quán. Ông nói rằng là chính cái sự hầu việc Chúa, sự hy sinh, sự chịu khổ, sự phục vụ của hội thánh Philip là cụ tế lệ. Sự hầu việc Chúa, sự hy sinh, sự chịu khổ, sự phục vụ của chính ông chỉ là lễ quán mà thôi. Ngay khi rượu được đổ lên trên của lễ thiêu, và được của lễ thiêu sẽ bị thiêu lên, rượu sẽ bay hơi, không còn ai thấy nó nữa. Điều người ta nhìn thấy chỉ là của lễ trên bàn thờ mà thôi. Và một cái bằng chứng tôi cho quý vị, tôi dẫn chứng cho quý vị này. Nếu sáng hôm nay tôi không giải thích cho quý vị hiểu lễ quán là gì, rượu đổ lên con sinh tế, có bao nhiêu người thật sự biết lễ quán nghĩa là gì? Quý vị ở đây có bao nhiêu người biết lễ quán nghĩa là gì trước khi buổi sáng hôm nay không? Ai quan tâm đến lễ quán hết. Không ai quan tâm đến rượu đổ đến con sinh tế hết. Nhưng ở đây có bao nhiêu người biết rằng là trong của dân tế lệ của dân Do Thái phải có con sinh tế là con chiên hay con dê? Có bao nhiêu người biết? Quý vị biết hết mà phải không? Quý vị đọc cái thánh quý vị biết là dân có phải có con sinh tế mà không? Nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị rằng là nếu như sáng nay tôi không nói cho quý vị về lễ quán, không ai biết lễ quán là gì. Và ngay khi quý vị đọc Philip đoạn 2 câu 17, cái chữ mà bản tiếng Việt Kinh Thánh dịch ra, quý vị cũng không hề nghĩ rằng Phaolô đang nói về lễ quán rồi đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó hoàn toàn không quan trọng. Khi mà lửa được đốt lên rồi thì chỉ còn con sinh tế trên bàn thờ mà thôi, mà không còn rượu trên bàn thờ. Tất cả bốc hơi bay hết trơn. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn về cuộc đời chúng ta, tôi muốn hỏi một cái câu hỏi rằng ai trong chúng ta chấp nhận mình là cái cụ lễ quán cho Chúa? Ai trong chúng ta chấp nhận rằng cuộc đời của mình sẽ giống như rượu đổ lên cụ lễ cho Chúa, dâng lên cho Chúa, bay lên, để rồi cuối cùng cuộc đời chúng ta không lại gì hết, người ta chỉ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa thôi? Ai trong chúng ta chấp nhận điều đó? Câu trả lời này không đơn giản, nhưng mà đối với tôi nó còn dễ hơn một câu hỏi khác.
Một cái câu hỏi khác mà tôi muốn đặt ra cho quý vị trong giờ này, ai trong chúng ta chấp nhận mình là của lễ quán cho người khác chứ không phải là cho Chúa? Ai trong chúng ta chấp nhận mình là của lễ quán cho người khác chứ không phải cho Chúa? Có nghĩa là gì? Nghĩa là ai trong chúng ta chấp nhận rằng việc chẳng có một người nào nhìn thấy sự chịu khổ, công khó, sự hy sinh của chính mình hết. Nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn thấy sự chịu khổ, công khó, hy sinh của người khác mà thôi. Ai trong chúng ta chấp nhận điều này? Đây là một câu hỏi chúng ta phải trả lời. Cái niềm vui của chúng ta hay không trong sự hầu việc Chúa nó nằm ở cái câu hỏi này nè. Về lý thuyết á, chúng ta đối diện với một Đức Chúa Trời nhiều khi nó rất là mơ hồ. Và hỏi rằng anh có chấp nhận anh làm của lễ quán cho Đức Chúa Trời không? Có nghĩa rằng là cuối cùng người ta chỉ nhìn thấy Đức Chúa Trời mà người ta không nhìn thấy anh không? Điều đó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đừng có nói chuyện chơi. Nhưng mà còn dễ trả lời. Dù gì Chúa cũng là Chúa của mình thôi. Chúa được vinh hiển. Ok. Con làm sao con giành với Chúa được. Nhưng mà tôi có chấp nhận làm của lễ quán cho người khác. Tôi cũng chịu khổ chịu cực chịu hy sinh. Người kia cũng chịu khổ chịu cực chịu hy sinh. Cuối cùng mọi người nhìn lại chỉ thấy sự chịu khổ chịu cực hy sinh của người đó. Giống như con sinh tế còn lại trong đền bàn thờ. Còn cái sự hy sinh của tôi nó giống như là của lễ quán, nó bốc hơi, nó bay đi mất tiêu, chả ai thấy. Quý vị có đồng ý làm điều đó không? Quý vị có đồng ý. Đối với Chúa đã là khó rồi, đối với người khác. Chúng ta, đây là cái chỗ để mà chúng ta nhìn lại vì sao chúng ta đánh mất niềm vui trong sự hầu việc Chúa. Tại đây nó nói đến cái động cơ của sự hầu việc Chúa, của sự chịu khổ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể làm của lễ quán nếu như chúng ta thật sự chịu khổ vì Chúa, thật sự yêu thương anh em mình thôi. Và nếu chúng ta đang chịu khổ hy sinh vì cớ chính mình thì sự phục vụ và sự thờ phượng Chúa của chúng ta chắc chắn không phải là một cái của lễ có mùi thơm mà Chúa muốn nhận. Chúng ta, sự chịu khổ của chúng ta, sứ đồ Phaolô nói giống như là rượu tưới lên. Mà nếu không, nó không vì Chúa, nếu không nó không vì anh em mình, chúng ta có tưới lên bao nhiêu chăng nữa, có đốt lên bao nhiêu chăng nữa, nó cũng không lên tới Chúa. Chúa không đẹp lòng. Cái của lễ chúng ta dâng lên cho Chúa là một của lễ mà nó không có mùi thơm. Tại sao vậy? Bởi vì thật ra chúng ta đang hầu việc Chúa, chịu khổ vì cớ chính mình. Quý vị đừng nghĩ rằng những cái người sống ích kỷ, kiêu ngạo là những người không chịu khổ nha. Nhiều khi mấy người đó còn chịu khổ, còn chằn ăn hơn mấy người khác nữa. Chịu khổ còn dữ hơn mấy người khác nữa. Nhưng mà vì ai? Vì mình. Cho đến khi nào mình còn được tôn trọng, cho đến khi nào mình còn được người khác nhận biết, cho đến khi nào mình còn được khen ngợi, mình còn chịu khổ. Tất cả chấm dứt ngay từ cái chỗ mà người ta không còn nhìn thấy mình nữa. Tôi cũng tra xét lại, cái niềm vui trong sự hầu việc Chúa của tôi nó đến từ đâu? Cái niềm vui trong sự hầu việc Chúa của tôi trong mỗi ngày Chúa Nhật khi mà tôi hầu việc Chúa đây nó đến từ đâu? Nó đến từ những cái lời khen mà khi tôi bước xuống khỏi tòa giảng, nhiều tín đồ tới nói rằng ô mục sư hôm nay giảng bài giảng hay quá. Có phải cái niềm vui của tôi nó đến từ cái chỗ đó không? Mà nếu như cái niềm vui trong sự hầu việc Chúa tôi nó đến từ cái chỗ đó, tôi sai trật trước mặt Chúa rồi. Nó không phải là niềm vui. Nó không phải là cái điều Chúa muốn tôi có trong cuộc đời của tôi. Mình có chấp nhận làm lễ quán cho người khác, có chấp nhận rằng cuối cùng người ta nhìn vô, người ta chỉ thấy con sinh tế mà người ta không thấy rượu đâu. Ôi quý vị ơi, tôi nói thật với quý vị đó, ông, tôi nhìn cuộc đời Phaolô tôi nể lắm. Bởi vì sao vậy? Sứ đồ Phaolô nói rằng ông sẵn sàng làm cái lễ quán cho anh em, nhưng khi quý vị bước vào trong nhà thờ, quý vị nhìn thấy tôi, nhiều khi tôi không phải là lễ quán mà tôi là cái con sinh tế nằm ở đó nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì khi quý vị bước vô trong nhà thờ, quý vị nhìn thấy tôi nhiều hơn, quý vị không thấy rất nhiều những anh em khác. Có rất nhiều những con cái Chúa, những anh em khác ở trong hội thánh, họ đóng vai trò giống như những cái lễ quán như vậy đó. Mỗi ngày họ cầu nguyện cho tôi, họ nâng đỡ tôi, họ an ủi tôi, họ chúc phước cho tôi, họ làm mọi cái cho chức vụ của tôi. Rồi cuối cùng quý vị chỉ nhìn thấy cái của lễ nằm trên bàn thờ là tôi, mà quý vị không thấy những cái điều mà anh em, những anh em khác đã chịu khổ vì Chúa, giống như rượu đổ trên cái của lễ nó bay mất tiêu. Không có cái gì lấy đi niềm vui của chúng ta trong sự phục vụ Chúa nhanh bằng sự kiêu ngạo đâu. Chúng ta có chấp nhận làm những việc mà không ai biết không? Hay chúng ta chỉ thích làm những việc mà mọi người biết và thấy?
Chúng ta có chấp nhận rằng mình sẽ làm cái nền, cái background cho người khác không? Chúng ta có biết lắng nghe lời góp ý, khiển trách, sửa phạt từ người khác không? Và chúng ta có thuận phục cái thẩm quyền mà Chúa đặt ở trên mình hay không? Cái niềm vui của Phao-lô đến từ sự khiêm nhường. Mọi người đều phải tôn trọng ông. Nhưng ông nói rằng, tôi chỉ là rượu tứ lên của lẽ anh em. Của lẽ anh em là chính dâng lên cho Chúa. Tôi chỉ là rượu tứ lên trên mình. Cái niềm vui của sứ đồ Phao-lô không chỉ đến từ sự hy sinh chịu khổ vì Chúa, không chỉ đến từ sự phục vụ khiêm nhường, mà cái niềm vui nó còn đến từ sự yêu thương nữa. Ông nói với các tín hữu ở tại Philip rằng, tôi đồng vui với anh em hết thảy, tôi đồng vui với anh em hết thảy, anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi, anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Cả cuộc đời của sứ đồ Phao-lô đổ ra để làm vui lòng Chúa và vì cơ hội thánh của Chúa. Phao-lô vui là vì Chúa dùng cuộc đời của mình và ông cũng muốn hội thánh Philip vui bởi vì chính cuộc đời của ông. Đó là cái niềm vui của một người đầy tớ Chúa. Và cái niềm vui thật sự nó đến khi chúng ta đổ cuộc đời mình ra vì Chúa và vì hội thánh mà Chúa đã đổ huyết cho hội thánh đó. Chúa đã đổ huyết vì cơ hội thánh. Và cái niềm vui thật sự đến khi chúng ta đổ mình ra vì Chúa và vì cơ hội thánh của Chúa. Niềm vui nó sẽ vắng mặt quý vị khi chúng ta đến nhà hội thánh như một người khách, như một người bàng quan, như một người phê phán. Niềm vui nó không có trong cuộc đời chúng ta. Và khi chúng ta nhìn xem hội thánh như gia đình của mình, chúng ta sống thành thật với nhau, chúng ta yêu thương, chúng ta khiêm nhường để cùng nhau hầu việc Chúa, thì tôi bảo đảm với quý vị một điều, chắc chắn chúng ta sẽ mất nhiều thứ lắm. Quý vị đừng nghĩ mình được mất nhiều thứ. Khi quý vị xem hội thánh là gia đình của mình, quý vị sống thành thật với anh em mình, quý vị yêu thương, khiêm nhường để hầu việc Chúa, quý vị sẽ mất nhiều thứ lắm. Quý vị sẽ mất thì giờ, mất tiền bạc, mất công sức, mất cả cái lòng tự trọng của mình, mất những cái thói quen, mất sự thoải mái của mình. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ nhận được niềm vui thật ở trong Chúa. Tôi vui với anh em hãy vui với tôi. Bởi vì sao vậy? Cuộc đời tôi đổ ra vì Chúa và vì anh em. Tôi sẵn sàng làm một cái background cho anh em. Tôi sẵn sàng làm một cái người để mà chịu chết, chịu khổ mọi thứ vì có anh em. Để làm gì? Để đức tin của anh em được tăng trưởng. Sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi vui về điều đó. Anh em cùng vui với tôi đi. Anh em cũng sẽ đi trên con đường mà tôi đi đó. Tôi đổ ra vì có Chúa, vì có anh em. Anh em cũng sẽ phải đổ cuộc đời của anh em ra vì Chúa và vì có người khác. Tôi vui. Vui với anh em cũng sẽ vui với tôi. Đó là hình ảnh của một đầy tớ của Chúa. Anh ạ, sáng hôm nay qua hai câu kinh thánh này, tôi xin Chúa cho chúng ta đem chúng ta đến với tấm lòng của đầy tớ Chúa sứ đồ Phao-lô. Chúng ta tra xét lại cuộc đời mình. Niềm vui có đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đừng có trách ai hết. Chúng ta đừng có trách cái hoàn cảnh. Chúng ta hãy tra xét lại coi cái mối liên hệ chúng ta với Chúa như thế nào. Chúng ta có ở trong Chúa. Chúng ta có vâng phục Chúa để rồi chúng ta sống chịu khổ vì Chúa. Chúng ta có hy sinh vì Chúa. Chúng ta có sống với anh em mình. Rồi chúng ta có khiêm nhường trước mặt anh em mình. Lúc nào chúng ta cũng coi mình hơn người khác. Không bao giờ mình vui được. Chúng ta có yêu thương anh em mình thật. Thành ra giờ này mọi người chúng ta đến với Chúa. Chúng ta tra xét đời sống của mình. Và xin Chúa cho chúng ta thật sự kinh nghiệm được niềm vui của Chúa. Qua bông trái của Thánh Linh. Qua việc chúng ta thờ phượng, phục vụ Chúa theo đúng như ý muốn của Ngài. Thì mời Thánh cùng đứng lên. Thì chúng ta sẽ hát một bài hát mà tôi rất là thích. Cái bài hát có tựa đề là Trọn đời ca ngợi Chúa. Chúng ta sẽ hát với nhau bài hát này. Bài hát này nói rằng trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con sẽ mãi chúc tụng Chúa thôi. Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con. Ngày đêm con thỏa vui bên Ngài hoài. Quý vị biết bài hát này không? Chúng ta hát chung với nhau. Trọn đời con sẽ hát
ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời còn mãi chúc tụng Chúa thôi. Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con, ngày đêm con thọ vui bên Ngài hoài. Ngài ban sức tiếng ban ơn phước cho đời con, hằng chu cấp nhu cầu của con. Ngài là Cha kính yêu đang giải cứu linh hồn con, Ngài là nguồn sự sống cho tâm con. Trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con sẽ mãi chúc tụng Chúa thôi. Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con, ngày đêm con thọ vui bên Ngài hoài. Ngày đêm thay áo xua buồn lo trong lòng con, dù nước mắt rơi lòng vẫn vui. Ngài là vầng đá thiêng trong dòng tố con vừa nương, gần Ngài con vững bước trên mọi đường. Trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con mãi chúc tụng Chúa thôi. Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con, ngày đêm con có vui bên Ngài hoài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm Chúa ơi, bởi vì Chúa cứu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm bởi vì mỗi ngày chúng con thấy được tình yêu và ân điển của Chúa đổ trên cuộc đời chúng con. Chúng con mỗi ngày phải đối diện với bao nhiêu những vấn đề ở trong cuộc sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho niềm vui của Chúa cứ tiếp tục trong cuộc đời chúng con khi chúng con sống và bước đi theo điều mà Chúa muốn chúng con. Chúa ơi, đừng để cho chúng con phản ứng lại với những cái hoàn cảnh đang xảy ra xung quanh chúng con theo cách tiêu cực của con người chúng con. Đừng để chúng con phản ứng lại với những người xung quanh chúng con theo cách tiêu cực của con người chúng con. Mình xin Chúa cho chúng con nhìn tất cả những điều đó trong cái nhìn thuộc linh, trong cái nhìn nhận biết rằng Chúa của chúng con đang tể trị mọi sự. Chúa ơi, đừng để bất cứ điều gì có thể đánh cắp niềm vui của Chúa trong cuộc đời chúng con cả. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng con cũng biết rằng Chúa yêu chúng con, Chúa ở với chúng con, Chúa nâng đỡ chúng con. Đó là điều phước hạnh trong đời sống chúng con. Xin Chúa cho mỗi ngày chúng con sống yêu Chúa. Xin Chúa cho chúng con nắm lấy từng cơ hội Chúa ban cho chúng con để thờ phượng Chúa, để phục vụ Chúa, để hầu việc Ngài. Chúa cho chúng con yêu hội thánh của Ngài. Chúa cho chúng con cũng đổ lòng, tấm lòng cuộc đời mình ra vì hội thánh của Chúa nữa. Để rồi chúng con sống với nhau giống như những anh chị em trong hội thánh. Chúng con kinh nghiệm niềm vui, chúng con kinh nghiệm phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên chúng con qua hội thánh của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Thì giờ sao? Chúng con có thì giờ dùng bữa trưa thông công với nhau. Tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa ban cho chúng con. Chúng con cầu nguyện rồi xin Chúa chúc phước cho chúng con trong một tuần lễ mới này. Chúa đưa dắt chúng con đi đâu làm gì. Chúng con đem niềm vui của Chúa đến cho những người xung quanh mình. Chúng con cầu nguyện để rồi xin sự chữa lành của Chúa đổ trên các con cái Chúa. Có những người đang ở trong bệnh viện. Chúa ơi, xin Chúa chữa lành, Chúa nâng đỡ họ. Có những người đang ở trong những hoàn cảnh tấm lòng bị tổn thương tan vỡ, chúng con cũng xin Chúa Ngài chữa lành cho họ. Chúng con cũng cầu nguyện cho cô Hoàng tối hôm nay cũng sẽ rời Sacramento để trở về Canada. Chúa cũng ban phước cho cô chuyến đi được bình an. Chúa giữ gìn cô trong mọi sự. Chúa chúc phước cho hội thánh Chúa trong một tuần lễ mới này. Chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đồ này. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung khen ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu,
sự sống của Đức Thánh Linh, niềm vui của Đức Thánh Linh tuôn đổ trong cuộc đời chúng con. Chúng con sống cuộc đời bày tỏ phúc âm của Chúa, rao truyền tình yêu của Chúa từ đây cho đến ngày Chúa của chúng con trở lại. Cảm ơn Hội Thánh. Chúng ta ra ngồi dùng bữa trưa chung với nhau. Sau đó ban nam giới phụ nữ sẽ có buổi thông công đầu năm. Ban thanh tráng phải nhớ ở lại để đổ rác rồi dọn vệ sinh nhà thờ. Đó là một vài